Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Honey. Mình là Hạnh Nhân, hiện là giảng viên bộ môn nail của trung tâm. Hôm nay mình quay về với chủ đề học nail không có nghèo, thì một cái mẫu mà hoa bồ vô cùng đơn giản, kết hợp nhiều cái kiểu hoa, nhiều cái loại cánh hoa khác nhau. Đó là cánh tròn, cánh nhọn và có thể phối thành những con bướm xinh xinh. Mời các bạn cùng theo dõi coi hôm nay Nhân làm, Nhân phối 5 ngón này là 5 cái kiểu gì nha.
vừa rồi có phải là những cái cánh hoa hay là những con bướm vừa rồi thì là những cái kiểu đi cánh hoa bột, nó là cơ bản nhất rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta phối vô thành bộ như vậy thì nó rất là sinh động. Và Nhân biết chắc ở ngoài kia là khi mà các bạn làm cho khách á, thì không phải lúc nào chúng ta cũng đi cả bộ như vậy phải không? Có khi á, là chúng ta thêm một cái hoa bướm, một cái con bướm, hoặc là cũng có khi chúng ta thêm những cái cánh hoa năm cánh. Nói chung là cái cách mà chúng ta phối lên nó vô cùng quan trọng để làm cho một cái bộ móng trở nên sinh động. Hoa bột là có trong một trong những cái bộ môn tại lớp salon của trung tâm Honey. Thì các bạn có thể đăng ký môn salon, hoặc là cũng có thể đăng ký học lớp bột, hoặc cũng có thể đăng ký làm hoa bột cơ bản thôi cũng được. Mọi thắc mắc hay là những cái thông tin gì, mời các bạn comment bên dưới để giúp nhau cho chúng ta càng ngày càng tiến bộ hơn, càng lấy được hầu bao của khách hàng nhiều hơn nha. Và đặc biệt là mời các bạn đến với 161-163 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận để cùng nhau tham khảo xem cái cơ sở vật chất của trung tâm Honey như thế nào, và có thể theo dõi những cái khóa học tại trung tâm. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Nhớ bấm follow Nhân nữa nha. Xin chào.